Xin chào tất cả mọi người quay lại kênh Thương MC Channel. Nữ diễn viên Song Hye Kyo và Lee Min Ho sẽ hợp tác trong The Hay 2. Liệu sẽ có cơ hội cho nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc và nữ thần Hàn Quốc Song Hye Kyo hợp tác trong phần 2 của The Hay? Tạp chí Epitaph của Singapore đã đưa tin về khả năng kết hợp của Song Hye Kyo và Lee Min Ho trong phần 2 của The Hay khiến nhiều khán giả đang hào hức chờ đợi. Báo cáo từ Epitaph hiện tại vẫn chưa được xác nhận. Vậy cơ hội để Lee Min Ho và Song Hye có thể làm việc cùng nhau trong The Hay 2 sẽ như thế nào? Trong khi đó, nam diễn viên Lee Min Ho đang trong quá trình hoàn thành bộ phim The King Eternal Monarch. Bộ phim hiện tại đã phát sóng 2 tập trên SBS. Ekip đã xác nhận rằng đã hoàn thành việc quay 12 tập của bộ phim. Hiện tại có thêm 4 tập để đoàn làm phim hoàn thành bộ phim dài 16 tập. Nữ diễn viên họ Song hiện chưa nhận được bất kỳ dự án phim mới nào, hy vọng đây sẽ là tin tốt nếu nó trở thành sự thật. Còn Lee Min Ho, nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc trước đó đã công khai bày tỏ mong muốn được làm việc với Song Hye Kyo, thậm chí còn gọi cô là người phụ nữ lý tưởng. Asian Star trích dẫn Lee Min Ho từ một cuộc phỏng vấn: "Tôi muốn có cơ hội để làm việc với mẫu người lý tưởng của tôi, Song Hye Kyo. Cô ấy có một phong cách thanh lịch và cổ điển. Quyến rũ của cô ấy cũng giống như sự nổi bật của cô ấy về diễn xuất." Ngay lập tức là những lời khen có cánh của Lee Min Ho dành cho Song Hye Kyo được chia sẻ nhanh chóng trên mạng. Người hâm mộ cá biết thậm chí còn thiết lập các fanpage kêu gọi hai người sớm hợp tác với nhau.